Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành, một ngày tràn ngập năng lượng và làm việc hiệu quả. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Sau đây em xin phép được thay mặt cơ sở giới thiệu những mặt hàng cơ sở Lan Rừng hôm nay mà bên em mới cập nhật ngày 4 tháng 3 năm 2019. Và bây giờ em xin phép được vào báo giá những mặt hàng Lan Rừng mà cơ sở hôm nay của bên em luôn. Đầu tiên, hiện giờ em sẽ báo giá luôn về cái bó trồn Bắc này ạ. Bó trồn Bắc này hiện giờ thì nó, đây là hàng giống nha các bạn. Hàng giống này hiện giờ cũng không phải là thân quá bé đâu ạ, nhưng mà còn ít nên là em sẽ bó vào một bó và để bán hàng giống luôn. Bó trồn Bắc này em sẽ bán với mức giá là 100.000 đồng nhé. Hiện giờ trồn Bắc thì đã có nụ rồi đấy, đang chuẩn bị lên mầm nụ đấy nhé các bạn. Ở đây thì hiện giờ đây là hàng thanh lý cũng như là hàng bé, nên là hiện giờ em mới kiểm tra thì cũng có một cái cây này có nụ thôi. Còn hiện giờ có thể là có những cây mà đợt tới này nó sẽ ra nụ tiếp, nhưng mà hiện giờ cái này là sổ số nhé, nên em không chắc chắn. Nhưng mà hiện giờ có một cây đã bắt đầu có nụ rồi đấy ạ. Chắc chắn là nụ nó sẽ lên và sẽ nở hoa vào khoảng tầm 2 tháng tới nhé các bạn. Trồn Bắc thì cũng giống như là đuôi cáo, nở hoa vào mùa hè nhé. Bó trồn Bắc thanh lý này là 100.000 đồng. Tiếp đến bên đây, em còn có một bó ở đây là bó long tu xanh đá tím, hay còn mong long tu đá đấy ạ. Long tu đá hoa tím đấy. Long tu đá hoa tím thì hiện giờ cũng đang có nụ đấy ạ. Nụ rất là còn 1-2 nụ đây, nhưng mà hàng thanh lý này là hiện giờ cái nụ nó cũng lác đác thôi. Và cây cũng khá là ngắn nhá, thích hợp cho bạn nào lấy về làm giống và mình ghép để chơi hoa vào những mùa sau. Mà ở đây thì cũng sẽ có 1-2 cái nụ hoa đấy ạ, để các bạn biết cái mặt hoa của cây lan mà mình sẽ ghép luôn nhá. Hiện giờ ở đây cũng đang là mùa xuân nên là hầu hết tất cả các loại lan cũng đang lên cái mầm con rồi đây. Đây ạ, mầm con của bó long tu đá tím này đây nhá các bạn nhá. Long tu đá tím này hiện giờ thì mầm cũng lên cũng chưa được cao lắm. Hiện giờ lấy về các bác ghép lên giá thể là hợp lý nhất đấy ạ, bởi vì những cái rễ của nó cũng chưa phun ra được nhiều. Về các bạn cắt tỉa bớt sạch rễ đi và sau đó ghép lên giá thể giúp em. 50.000 đồng cho một bó long tu đá hàng giống ạ. Bên cạnh đây là có hai bó lan đuôi chuột cũng hàng thanh lý. Em bán với mức giá là 60.000 đồng cho một bó. Do là hàng nhỏ nên là em gói vào còn cũng còn khoảng 1 cân nên em chia ra làm luôn hai bó luôn. Đây này, cái hiện giờ thì đã qua cái mùa hoa của lan đuôi chuột rồi, nên là hiện giờ các bạn lấy về ghép và mình làm giống thôi để chơi hoa vào những mùa sau nhé. Em đang đo đây, cái nó cũng không phải quá nhỏ đâu ạ. Nó cũng rơi vào khoảng tầm hơn 20cm nhé. Có những cây đấy, có những cây có thể ngắn hơn chút, còn chưa tính rễ đây. Lan đuôi chuột thì các bạn nào theo dõi clip nhiều thì biết em rất là thích cái lan này luôn rồi. Mình chơi luôn cả rễ cả hoa nhé, cả lá luôn. Bên cạnh đây sẽ là em còn một bó hoàng phi hạc, là một dề đấy ạ. Một dề hoàng phi hạc. Dề hoàng phi hạc này thì hiện giờ nó đang lên rất là nhiều cái mầm thân con nhá, mầm tơ con này rất là nhiều luôn này. 1, 2. Này em đếm qua nó cũng rơi khoảng tầm 12 cái thân mầm con này đây. Cái mầm dài nhất thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 25cm rồi. Cái hàng dề với về trồng thì bạn nào chơi lan thì biết rồi đấy ạ. Rất là thuận lợi để mình trồng, rất dễ thuần, dễ trồng luôn. Bởi vì nó có dề và có cả thân già, thân tơ, nó sẽ nuôi cái mầm con rất là tốt, đảm bảo sẽ ra hoa đồng đều, cũng như là cái sự phát triển của cái cây con cũng lên rất là mãnh liệt luôn. Còn cái mặt hoa của dề hoàng phi hạc này thì sẽ là hoa họng vàng nhé các bạn. Đây này, em còn có cái thân tơ này ra hoa rồi này. Bên cạnh đây nữa cũng có một bông ra hoa đây. Đây là mặt hoa này, các bạn sẽ biết luôn được cái mặt hoa của dề này là họng vàng này. Còn có 1-2 nụ thì cũng chưa nở hết luôn. Em vừa thấy đây, nụ này chưa nở này. Rồi ạ. Trong thời gian tới thì có những cái thân tơ nó có thể là sẽ vẫn ra hoa tiếp nhé các bạn. Đây, những cái thân này nó vẫn ra hoa đây. Hoàng phi hạc. Dề hoàng phi hạc này em bán với mức giá là 500.000 đồng nhé. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân bây giờ cũng đang là mùa nở hoa nhé các bạn. Hiện giờ cái mùa này thì em nói thật luôn, đây là cái mùa mà em thích nhất trong năm, vì đây là cái mùa hoa lan nở rất là rộ và cũng rất là nhiều loại hoa lan đẹp nở đúng mùa này luôn ạ. Đây, kim điệp xuân hiện giờ cũng đang bung nụ này, những cái nụ của kim điệp xuân đây. Nụ kim điệp xuân đây nhá. Còn có một số tép nhỏ này có bây giờ cũng đang lên cái mầm con luôn rồi đấy ạ. Rất thích hợp về để ghép luôn, cũng như là biết được mặt hoa của cái cây lan mà mình trồng đấy ạ. Mình chuẩn bị ghép đây.
Đây là nụ của kim điệp xuân nhé các bạn. Cũng lại nụ tiếp đây, chí chí nụ luôn. Những thân tơ mà chưa ra thì trong thời gian tới chắc chắn là sẽ ra tiếp ạ. Kim điệp xuân bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên cạnh lan kim điệp xuân sẽ là mặt hàng lan nhất điểm hoàng, một trong những loại lan mà có mức giá bán tương đối là rẻ cũng như là dễ chịu. Đây là nhất điểm hoàng của ngày hôm nay. Nhất điểm hoàng cũng đang mùa nụ luôn rồi các bạn ạ. Mùa xuân này rất nhiều lan bây giờ sẽ nở hoa. Đây nụ của nhất điểm hoàng đây. Lan nhất điểm hoàng thì một trong những loại lan mà nó cũng rẻ tiền và hoa cũng rất là đẹp nhé các bạn. Rất đáng để sưu tầm ạ. 100.000 đồng cho 1 kg nhất điểm hoàng ạ. Trên đây tiếp đến sẽ là mặt hàng lan đùi gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt thì hiện giờ đang là vào cái mùa chính vụ nở hoa luôn. Đây là lan đùi gà dẹt của ngày hôm nay nhé các bạn. Đây ạ. Đây là những cái nụ hoa của lan đùi gà dẹt ạ. Đây nhé. Còn có một số dề thì nó đã nở hoa trước đó rồi đây. Để em sẽ quay mặt hoa cho các bạn biết luôn là mặt hoa của đùi gà dẹt nó như nào. Hoa của đùi gà dẹt hiện giờ nhìn ngoài mà đủ ánh sáng bình thường đấy ạ, thì đủ nắng đấy, thì nó sẽ là màu trắng và phớt hồng ở đầu cánh hoa này này. Nhưng mà em quay qua video thì cái ống kính của em nó sẽ màu nó không thực tế, không đẹp lắm như ở ngoài đâu nhé. Nó hơi ám tím chứ còn thực tế là màu trắng và phớt hồng nhé. Hồng tím đấy ạ. Lan đùi gà dẹt bên em bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan. Đây là lan thập hoa. Thập hoa em còn có ở đây là 1, 2, 3, 4, 5. Khoảng 5 dề này thôi. Nhưng mà chỗ này cũng rơi khoảng tầm 5 cân. Có nghĩa là những cái dề ở đây rất là to luôn các bạn nhé. Có dề có thể là từ tầm 5 lạng, 6 lạng. Và cái dề to này cũng rơi khoảng tầm cân này rồi. Thập hoa bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên cạnh thập hoa sẽ là mặt hàng lan sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên mùa này cũng rất là mướt xanh, rất là nhiều lá. Các bạn nào mà hay chơi lan thủy tiên, sơn thủy tiên này thì biết ạ. Khi mà mua lan về, sơn thủy tiên này về ạ, thì cái thân thì nhìn nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà chủ yếu là lá nhé, lá thì những cái thân mà còn nhiều lá thì mình về dễ thuần và dễ sống hơn rất là nhiều. Sơn thủy tiên hiện giờ nó cũng đang là chuẩn bị mùa hoa nhé, nhưng mà chưa đúng chính vụ hoa đâu. Đây này, có những cái mắt hoa nó cũng chưa nứt hẳn đây. Ở dưới này thì có một dề đâu nhỉ, em xem nào. Cũng cái cần hoa nó cũng đã lên rồi nhưng mà bị con sóc hay con chuột nó ăn mất. Nãy em vừa thấy một cái dề mà nó có nở hoa rồi đấy, nhưng mà bị cần hoa nó bị sóc chuột ăn mất rồi. Nhưng thực ra nó cũng chưa phải là đúng chính vụ đâu, còn có quả luôn này. Sơn thủy tiên có khoảng tầm 2 tháng nữa cũng sẽ là có hoa nhé các bạn. Sơn thủy tiên bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc thì là cái hoa nó cũng giống như là hoa của hoàng thảo tam bảo sắc các bạn nhé. Hoa này mặt bông tương đối là giống nhau. Giáng hương tam bảo sắc bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg. Bên cạnh giáng hương tam bảo sắc sẽ là mặt hàng lan ngọc thạch ba màu ạ. Ngọc thạch ba màu bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Ngọc thạch ba màu thì ở đây cũng có rất là nhiều cái thân con đang lên nhé. Khi các bạn mua về thì chú ý giúp em là cắt tỉa hết những cái thân chết này đi, những cái rễ chết này đi ạ, để cho những cái rễ của cái thân con này này nó được bắn ra được tốt hơn. Còn nếu mà để quá nhiều cái rễ cũ này thì cái rễ mới sẽ rất là khó phát triển. Đây là ngọc thạch ba màu, 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan kim thoa. Kim thoa thì bên em bán với mức giá là 100.000 đồng cho 1 kg. Ở đây chỉ còn khoảng 3 cái dề to thôi. Một loại lan cũng rất là rẻ tiền nhưng mà cũng đáng để sưu tầm đấy ạ. Ở đây còn 3 dề nhá. Chỗ 3 dề này cũng mỗi dề có khi là cái dề to nhất này tầm hơn cân nha. Những dề này cũng hay ít hơn. 100.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan hạc vĩ bắc ạ. Hạc vĩ bắc thì em cũng không phải nói nhiều, bởi vì hạc vĩ bắc thì là một trong những loại lan rất dễ thuần, dễ trồng luôn, đảm bảo bỏ đâu cũng sống được. Các bạn lấy về ghép mà thòng, có thể là ghép vào chậu hoặc là ghép vào lên cái bảng giớn ạ, và để ở nơi mà ánh nắng nó khoảng 80%, mà cái hạc vĩ này cũng chịu được nắng rất là tốt luôn. Đây là những cái thân con của hạc vĩ.
Hiện giờ thì hạc vĩ cũng đang là vào chính vụ chuẩn bị nở hoa nhé các bạn. Đây, có những cái thân, có những thân mà nở hoa sớm, những cái thân này nó sẽ nở hoa sớm này, bởi vì đã cái nụ nó đã lên khá cao rồi này. Còn những thân mà nó thân tơ này, nếu mà chưa bung nụ đấy thì trong thời gian tới chắc chắn là sẽ lên nụ và nở hoa vào dịp đầu hè luôn các bạn nhé. Hạc vĩ bắc thì hoa nó màu tím nhạt, trắng và tím nhạt nhé. Còn cái mầm con thì đây đang chi chít luôn rồi. Hạc vĩ bắc bên em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến sẽ là mặt hàng lan Điện Biên Đông. Điện Biên Đông bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé. Hay còn gọi là hương rừng đấy ạ. Điện Biên Đông hiện giờ đang là cái mùa xuống lá rất là nhiều rồi. Và có những thân mà ra hoa sớm thì như thân này đấy ạ, thì em sẽ giới thiệu luôn cho các bạn biết là cái nụ hoa của cái lan hương rừng này nhé. Hiện giờ Điện Biên Đông chưa vào cái vụ chính hoa nên là cái lác đác, những cái bông này chỉ là bông trái vụ lác đác thôi. Hoa lan Điện Biên Đông nở chính vụ nó rơi vào khoảng tháng 5 nhé các bạn, vào chính đầu hè luôn ạ. Và hoa Điện Biên Đông sẽ có một màu là màu vàng, vàng rực luôn nhé. Em sẽ quay cận cho các bạn luôn đây. Những cái vì là hàng rừng nên là Điện Biên Đông này sẽ có một cái khóm như này. Thì là nó sẽ ở cái tỷ lệ tương đối thân tơ và thân già nó rơi vào là tầm 50-50 nhảy nhá. Có những bác bảo là sao cái thân Điện Biên Đông mà sao nó nhìn như cái bó rơm, nhưng mà cái mùa xuống lá thì nó nhìn như này đấy các bạn ạ. Còn bây giờ bác nào mà tìm được Điện Biên Đông có lá thì em biếu luôn 2 triệu để tiêu luôn. Em nói vui vậy thôi. Vâng, vừa rồi là tất cả những loại lan mà cơ sở lan rừng Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 để được tư vấn và lên đơn hàng. Em xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.